Các chuyên gia cho biết, giai đoạn 2018-2022, số ca mắc sốt xuất huyết tại thành phố Hồ Chí Minh luôn chiếm tỷ lệ cao nhất, 48% trong tổng số 6 bệnh truyền nhiễm gồm sốt xuất huyết, tay chân miệng, thủy đậu, sởi, tiêu chảy, quai bị. Năm 2022, cả nước cũng ghi nhận 151 trường hợp tử vong trong hơn 372.000 ca mắc sốt xuất huyết, cao nhất từ trước đến nay. Bệnh diễn biến rất phức tạp và lưu hành ở hầu hết tỉnh thành phố, dẫn đến áp lực trong điều trị, nhất là các bệnh viện tuyến cuối. Có giảm số lượng bệnh thì cái hệ điều trị mới không quá tải thì mới giảm tử vong được. Cái đó là cái căn cơ. Thì cái việc phòng bệnh bằng cách tuyên truyền người dân diệt mũi diệt lăng quăng, cái câu chuyện tưởng chừng rất đơn giản nhưng mà hơn 50 năm qua thì cả thế giới và Việt Nam chúng ta làm chưa thành công. Thành ra ca bệnh sốt huyết vẫn cứ gia tăng đều đều rồi có vài năm là thành dịch. Thí dụ như vừa rồi là cái dịch năm 2022 thì hàng trăm ngàn ca bệnh rồi mấy trăm trường hợp tử vong, đó cũng là điều rất đáng tiếc. Tất cả chúng ta đều mong muốn là có một cái vaccine hiệu quả để mà phòng bệnh sốt huyết thì nó là căn cơ. Cũng giống như COVID-19 thôi, tất cả bệnh truyền nhiễm, cái căn cơ nhất vẫn là có một loại vaccine mà có hiệu quả và an toàn. Tổ chức Y tế Thế giới WHO thống kê tỷ lệ mắc mới sốt xuất huyết tăng trên 30 lần trong 50 năm qua. Ước tính khoảng 50-100 triệu trường hợp hàng năm ở trên 100 nước có bệnh dịch lưu hành, trong đó có Việt Nam. Do đó, cần một giải pháp bền vững và lâu dài để phòng ngừa và kiểm soát tốt sốt xuất huyết. Có thể nói rằng là vaccine sốt xuất huyết là một trong những các cái tiến bộ gần đây nhất của y học. Và các kết quả thử nghiệm cho thấy là hiệu quả của vaccine trong phòng chống dịch rất là tốt và rất là hứa hẹn. Cho nên là thời gian tới đây, thì nếu mà được cấp phép thì vaccine cũng sẽ đem lại một cái hiệu quả phòng chống dịch trong việc đẩy lùi và ngăn chặn sốt xuất huyết. Được biết, vaccine phòng sốt xuất huyết cũng đã được cấp phép sử dụng tại hơn 30 quốc gia trên thế giới. Tại Việt Nam, đưa các biện pháp mới vào công tác phòng chống sốt xuất huyết như thả mũi, mang qua Bachia, nghiên cứu và sử dụng hiệu quả vaccine phòng chống sốt xuất huyết đang rất được quan tâm.